xin chào các bạn, Phú Quốc TV đã trở lại rồi đây. Nhiều bạn đã chia sẻ với Phú Quốc TV rằng muốn đi du lịch Phú Quốc vì nơi đây có nhiều điểm tham quan đẹp, có nhiều khu vui chơi hiện đại và cả những trải nghiệm cực kỳ thú vị nữa. Tuy nhiên, vì thời gian có hạn nên có thể chọn tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm mà thôi. Nhưng mà tìm kiếm tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm trên Google thì có rất là nhiều loại. Nào là tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm vui chơi Vinpearl, tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm khám phá Vinpearl Safari, tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm trải nghiệm cáp treo Hòn Thơm vân vân. Các bạn thật sự bị rối vì không biết phải chọn đi theo tour Phú Quốc nào là hợp lý. Hiểu được sự phân vân đó, cho nên hôm nay Phú Quốc TV sẽ làm một video hướng dẫn đi tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm sao cho vui mà tiện nhé. Ý chính là hướng dẫn đi tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm thì Phú Quốc TV sẽ nói sơ qua về đặc thù các tuyến điểm du lịch Phú Quốc để các bạn nắm sơ ý nha. Đầu tiên là nếu đi du lịch Phú Quốc thì sẽ lấy thị trấn Dương Đông, cụ thể hơn là chợ đêm Phú Quốc làm trung tâm. Từ trung tâm Dương Đông thì các địa điểm du lịch Phú Quốc sẽ chia ra làm 4 cụm gồm: cụm địa điểm du lịch Phú Quốc phía đông đảo gồm có cơ sở sản xuất rượu sim Phú Quốc, trại chó sấy Phú Quốc, khu du lịch suối tranh Phú Quốc và cuối cùng là làng chài Hàm Ninh Phú Quốc. Cụm địa điểm du lịch Phú Quốc phía nam đảo gồm có nhà thùng nước mắm Phú Quốc, chùa Hộ Quốc Phú Quốc, nhà tù Phú Quốc, khu sinh xét Sanato, biển bãi sao Phú Quốc, cáp treo Hòn Thơm và đặc biệt là cảng An Thới để các bạn đi câu cá lặn ngắm san hô tại các hòn đảo nổi tiếng như hòn Móng Tay, hòn Mây Rút, hòn Dâm Ngang. Và khoảng từ tháng 3 đến tháng 10 hàng năm thì hoạt động câu mực cũng diễn ra ở khu vực biển phía nam đảo Phú Quốc luôn nha các bạn. Cụm địa điểm du lịch Phú Quốc phía bắc bao gồm có bãi Ông Lan, mũi Gành Dầu là nơi ngắm nhìn được hải giới Campuchia, đền thờ Nguyễn Trung Trực, rạch Tràm, rạch Vẹm, khu vui chơi Vinpearl Phú Quốc và vườn thú bán hoang dã Vinpearl Safari Phú Quốc. Ngoài ra, phía bắc đảo Phú Quốc còn có bãi Dài nổi tiếng xinh đẹp nhất đảo, nhưng hiện tại thì lại thuộc quyền quản lý của khu resort Vinpearl, nên các bạn nào lưu trú ở Vinpearl Phú Quốc thì mới vào được nha các bạn. Cuối cùng là cụm địa điểm du lịch Phú Quốc ở thị trấn Dương Đông, gồm có chùa Sư Muôn, chùa Sùng Hưng, bảo tàng Cội Nguồn, thánh thất Cao Đài, dinh cầu, chợ đêm Phú Quốc, các cơ sở ngọc trai Phú Quốc, rượu sim nước mắm Phú Quốc đều tập trung ở khu này luôn. Bên cạnh đó, từ dinh cầu Phú Quốc thì vào khoảng giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau sẽ có thêm chương trình câu mực đêm và các tour câu cá lặn ngắm san hô Bắc đảo nữa đó. Sau khi đã nắm sơ qua về các tuyến điểm du lịch Phú Quốc rồi thì chắc các bạn cũng thấy phần lớn các địa điểm du lịch Phú Quốc đều tập trung ở phía đông đảo, nam đảo và thị trấn Dương Đông. Còn phía bắc đảo thì nổi bật nhất là khu vui chơi Vinpearl Phú Quốc và Safari Phú Quốc mà thôi. Mà chơi hai địa điểm này thì cũng mất hết một ngày. Bên cạnh đó, phần lớn đã đi Vinpearl Nha Trang hay là Vinpearl Nam Hội An rồi thì cũng không muốn ghé vui chơi nữa mà muốn tận hưởng trọn vẹn phong cảnh biển đảo của Phú Quốc mà thôi. Chính vì vậy trong video này, Phú Quốc TV sẽ hướng dẫn đi tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm Đông Nam nha các bạn. Bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng Phú Quốc TV hạ cánh xuống đảo Ngọc để bắt đầu hành trình tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm thôi nào. Ngày 1, tham quan đông đảo Phú Quốc, mua sắm ngọc trai, rượu sim vườn tiêu. Bây giờ thì mình bắt đầu ngày đầu tiên của tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm nha. Thường thì đi du lịch Phú Quốc ai cũng muốn đi sớm nhất để có nhiều thời gian vui chơi nhất, nên là dù bạn đi tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm bằng máy bay hay là đi tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm bằng tàu xe thì cũng nên tranh thủ sao cho đến đảo vào lúc buổi sáng nha. Thường thì khoảng 9 giờ sáng đến đảo là hợp lý nhất. Nhưng sáng sớm đến đảo rồi mà các khách sạn Phú Quốc bắt đầu cho nhận phòng từ 2 giờ chiều thì phải làm sao đây ta? Vì đã không nhận được phòng thì mình sẽ đi tham quan thôi. Theo kinh nghiệm đi du lịch Phú Quốc của Phú Quốc TV thì sáng ngày đầu tiên đến đảo các bạn sẽ chưa quen được với khí hậu nơi đây đâu. Tuy không khác mấy so với đất liền nhưng đã là đảo thì chắc chắn sẽ có nhiều nắng và gió. Chưa kể là trong đoàn còn có trẻ em bé cho nên Phú Quốc TV đề xuất là các bạn nên đi tham quan các địa điểm du lịch Phú Quốc nhẹ nhàng gần trung tâm như là cơ sở sản xuất rượu sim, vườn tiêu và ngọc trai thôi. Mỗi điểm các bạn ghé tầm khoảng chừng 30 phút đến 45 phút là đến giờ cơm trưa rồi nè. Vậy là muốn biết các địa điểm du lịch Phú Quốc này có gì hấp dẫn thì mời các bạn theo chân Phú Quốc TV nha. Các bạn sẽ đến Phú Quốc và đi tham quan cơ sở rượu sim.
Điểm đầu tiên trong ngày đầu tiên của tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm thì mình sẽ ghé vào cơ sở rượu xiêm Phú Quốc. Nói về rượu xiêm Phú Quốc thì khỏi phải bàn, vì đây là đặc sản Phú Quốc mà bất cứ du khách nào đi du lịch Phú Quốc cũng đều muốn mua về làm quà. Ở Phú Quốc thì có 3 cơ sở rượu xiêm lớn nhất là rượu xiêm Thành Long, rượu xiêm Sơn và rượu xiêm Bảy Gáo. Trong đó xiêm Bảy Gáo được xem như là ông tổ của nghề rượu xiêm Phú Quốc. Thường thì bạn đến các cơ sở rượu xiêm Phú Quốc thì dù các bạn đi du lịch Phú Quốc tự đi hay là đi theo tour Phú Quốc trọn gói thì đều được đón tiếp nhiệt tình hết nha. Các nhân viên ở đây sẽ giới thiệu đến các bạn quy trình ủ rượu xiêm như thế nào, thời gian thu hoạch xiêm cũng như tận mắt nhìn thấy những trái xiêm thật luôn. Và sau đó họ sẽ mời bạn nếm thử các dòng rượu xiêm Phú Quốc và các sản phẩm từ xiêm như là rượu vang xiêm, mật xiêm, kẹo xiêm, mứt xiêm vân vân. Thường thì du khách đi tour Phú Quốc đều chọn mua rượu xiêm về dùng hoặc làm quà, vì nhìn chai rượu xiêm Phú Quốc rất sang, dễ vận chuyển và mang lên máy bay cũng được. Nhưng quan trọng hơn hết là do rượu xiêm Phú Quốc còn có công dụng trị bệnh như là đau bụng, rối loạn tiêu hóa, bệnh đau nhức của người cao tuổi. Và còn một cái rất là quan trọng đó là giúp kích thích vị giác và cho du khách ăn ngon miệng hơn nữa. Mua bao nhiêu chai thì đóng được vào thùng xốp để gửi thùng người? Thùng xốp là 9 chai ạ. À. Không, thùng nhỏ hơn à? Thùng nhỏ hơn là 4 chai đó, thùng giấy, không có thùng xốp. Cái này xếp lên máy bay được không? Được, em đang xếp lên máy bay được. Sau đó chúng mình sẽ đi tham quan vườn tiêu Phú Quốc. Sau khi rời cơ sở rượu xiêm Phú Quốc rồi thì chúng ta sẽ di chuyển đến vườn tiêu. Phú Quốc TV cũng không hiểu vì sao, nhưng các vườn tiêu Phú Quốc lại được ưu ái có mặt trong hầu hết các lịch trình tour tham quan Phú Quốc như là tour Phú Quốc 1 ngày, tour Phú Quốc 2 ngày 1 đêm, tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm và cả tour Phú Quốc 4 ngày 3 đêm nữa. Nói chung là tất tần tật các tour Phú Quốc. Sau khi tham quan các vườn tiêu Phú Quốc thì ngoài việc được chụp hình selfie tự sướng giữa các vườn tiêu xanh mướt bạt ngàn thì các bạn sẽ còn được giới thiệu về cách trồng tiêu, thu hoạch tiêu và được thưởng thức đặc sản tiêu Phú Quốc nữa nha. À mà các bạn không được hiểu lầm đâu á, không ai mà hái tiêu trên cây rồi xong bắt bạn ăn đâu mà lo. Mà ngược lại, các bạn sẽ được thưởng thức các loại trái cây như là xoài nè, cóc nè, ổi nè chấm với các loại muối tiêu và cả tiêu chín tươi ngào đường nữa đó. Các bạn tưởng tượng đi, mới ở ngoài nắng vào trời vừa mệt, mùi khác mà chấm miếng xoài xanh chua chua ngọt ngọt thêm chút mặn mặn cay cay của muối tiêu thì nhức nhói luôn. Kể lại thôi mà Phú Quốc TV còn phải nuốt nước bọt ừng ực nè. Lần nào Phú Quốc TV đưa khách đi du lịch Phú Quốc mà đến vườn tiêu thì cứ như là cá gặp nước. Và mỗi lần ra về thì ai ai cũng mang theo đủ loại, nào là tiêu hạt, tiêu xay, muối hồng tiêu, muối tiêu ớt vân vân. Và cơ sở sản xuất Ngọc Trai chính là địa điểm đáp cánh tiếp theo. Địa điểm du lịch Phú Quốc cuối cùng cho buổi sáng ngày đầu tiên của tour 3 ngày 2 đêm chính là cơ sở sản xuất Ngọc Trai Phú Quốc. Ở Phú Quốc thì có đến 3 cơ sở sản xuất Ngọc Trai nổi tiếng và uy tín nhất là Ngọc Trai Long Beach, Ngọc Trai Ngọc Hiền và Ngọc Trai Quốc An. Dù bạn tham quan bất kỳ cơ sở Ngọc Trai Phú Quốc nào thì cũng được giới thiệu về quy trình nuôi trai lấy ngọc, được tận mắt chứng kiến các kỹ thuật viên mở trai lấy ngọc. Đặc biệt hơn nữa là các bạn sẽ được chia sẻ rất nhiều câu chuyện thú vị về Ngọc Trai Phú Quốc. Nếu bạn nào nghĩ rằng đi du lịch Phú Quốc chủ yếu là ăn chơi chứ tiền bạc đâu mà mua Ngọc Trai thì hơi bị nhầm nha. Ngọc Trai Phú Quốc nổi tiếng về cả chất lượng và công dụng tuyệt vời cho sức khỏe cũng như sắc đẹp. Bạn biết không, trang sức Ngọc Trai ngoài việc tôn lên vẻ đẹp bên ngoài của mỗi người thì còn có công dụng làm mát cơ thể. Bột Ngọc Trai nghiền ra còn có tác dụng làm đẹp da nữa đó. Người xưa còn có quan niệm Ngọc Trai được liệt vào hàng Ngọc Ngà Châu Báu mang lại nhiều điều may mắn và sung túc. Đó cũng là lý do vì sao mà cơ sở Ngọc Trai Phú Quốc đã trở thành địa điểm du lịch Phú Quốc thường được nhiều các bạn yêu cầu đưa vào các chương trình tour Phú Quốc. Còn nói về giá thì Ngọc Trai Phú Quốc có nhiều loại lắm, từ vài trăm nghìn cũng có mà đến vài trăm triệu cũng có khi cả tỷ đồng cũng có, cho nên là đảm bảo phù hợp với tất cả mọi người luôn. Giờ thì xe sẽ đưa các bạn đến những nhà hàng để ăn trưa. Và nếu các bạn đi tour Phú Quốc tự túc thì cũng tầm khoảng 12 giờ các bạn cũng nên ăn trưa nha. Sau khi rời cơ sở Ngọc Trai Phú Quốc thì cũng đã đến giờ cơm trưa, cho nên các bạn sẽ di chuyển về thị trấn Dương Đông để thưởng thức bữa cơm đảo đầu tiên của tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm thôi nào. Với phần lớn các bạn đi tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm trọn gói thì ăn uống đã có các công ty lữ hành lo rồi. Còn nếu như các bạn đi tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm tự túc mà sợ vào nhà hàng bị chém giá thì Phú Quốc cam đoan là không có đâu nha. Người dân Phú Quốc hiền mà chân chất lắm, dù là mở nhà hàng nhưng nếu bạn đi 2-3 người mà gọi một món canh, một món cá kho, hải sản xào kèm với dĩa rau luộc, kèm thêm một tô cơm trắng thì chia ra cũng khoảng có 150 ngàn thôi à.
Còn nếu bạn nào chủ yếu đi tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm để thưởng thức đặc sản Phú Quốc thì bao la món cho các bạn chọn luôn. Nào gọi là gỏi cá trích, lẩu ghẹ, mực nướng sa tế, cá sòng nướng, tôm hấp, cá bớp kho tiêu vân vân. Món nào thì cũng bao tươi bao ngon hết nha. Mà sẵn nhắc về vấn đề ăn uống thì khi đi tour Phú Quốc TV cũng kể cho các bạn nghe một câu chuyện vui. Đó là có một đoàn khách đi tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm từ Lào Cai. Lúc đầu thì mấy anh chị cứ hồ hởi, cứ chọn menu toàn các món hải sản. Nhưng đến lúc đi tour thì ăn có hai bữa chính đã gọi về nói em ơi, cho chị đổi menu chọn thêm món có thịt heo gà nữa đi, chứ bắt đầu ngán hải sản rồi đó. Qua đây thì Phú Quốc TV cũng khuyên với các bạn là thường đi tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm, các bạn sẽ có khoảng 4-5 bữa ăn chính trên đảo với hai bữa sáng và có rất nhiều bữa phụ. Vì vậy, nếu có chọn món thì cũng nên xen kẽ hải sản với thịt cá với rau củ cho đỡ ngán và đủ chất nha. Có một số nhà hàng Phú Quốc mà bạn có thể chọn như là Thượng Uyển, Thiên Thanh, Xin Chào, Thanh Trà, Hạnh Nhung v.v. Bây giờ là thời gian nhận phòng. Vậy là no nê xong rồi, chúng ta sẽ về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi thôi nào. Nói về chọn phòng khách sạn khi đi tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm thì Phú Quốc TV có một lời khuyên chân thành là nên chọn các khách sạn ở khu vực thị trấn Dương Nông nha. Vì Phú Quốc rất nhỏ nhưng các địa điểm tham quan lại chia ra thành nhiều hướng. Và thị trấn Dương Nông là trung tâm của đảo Ngọc nên tất cả dịch vụ du lịch Phú Quốc phần lớn đều tập trung ở đây. Đặc biệt là khi các bạn đi tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm thì chỉ có 2 đêm trên đảo thôi à. Lỡ có một đêm bạn đi câu mực về trễ hay đi chơi Vinpearl xem nhạc nước đến tối mới về thì đêm còn lại lội bộ ra chợ đêm vui chơi ăn uống cũng tiện. Riêng bạn nào mà đi tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm tự túc muốn chọn tour 1 ngày tham quan tại Phú Quốc thì càng phải chọn khách sạn ở thị trấn Dương Đông. Vì các xe của tour Phú Quốc đều đón xuất phát từ thị trấn Dương Đông nên nếu các bạn ở xa như là khu vực Vinpearl hay là khu vực Bãi Ông Lan hay phía Hàm Ninh, An Thới gì đó thì sẽ rất bất tiện và giá tour cũng bị phụ thu xe đưa đón. Nếu như các bạn ngại về chi phí và muốn có tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm giá rẻ mà không dám thuê khách sạn ở thị trấn Dương Đông thì hơi bị nhầm nha. Vì ở thị trấn Dương Đông có rất nhiều khách sạn, từ nhà nghỉ đến khách sạn 2 sao, 3 sao, 4 sao, thậm chí là 5 sao luôn. Mà giá phòng khách sạn Phú Quốc tầm 2 sao được một chút thì cũng chỉ có khoảng 400 ngàn một phòng cho 2 người thôi à. Bởi vậy các bạn phải nhớ, đi du lịch Phú Quốc 3 ngày 2 đêm mà muốn vui thì phải ở thị trấn Dương Đông, mà muốn tiện thì phải ở thị trấn Dương Đông, mà muốn tiết kiệm thì cũng vẫn phải ở thị trấn Dương Đông nha. Tham quan suối Tranh. Tiếp theo chương trình buổi chiều của ngày đầu tiên trong tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm, Phú Quốc TV sẽ đưa các bạn tham quan khu du lịch suối Tranh Phú Quốc. Chúng ta có thể xuất phát tầm khoảng 2 giờ rưỡi chiều cho mát nha. Khu du lịch suối Tranh Phú Quốc nằm ở phía đông đảo, cách thị trấn Dương Đông chỉ tầm 15 km mà thôi, cho nên có mặt trong hầu hết các lịch trình tour Phú Quốc, từ tour Phú Quốc trọn gói và tour Phú Quốc một ngày tham quan đông nam đảo. Giá vé vào cổng của khu du lịch suối Tranh Phú Quốc chỉ có 10.000 đồng cho một người lớn, còn trẻ em thì được miễn phí. Nói đến đi suối, chắc các bạn đang nghĩ là đường đi sẽ gập ghềnh khó đi nên sẽ không phù hợp với những bé nhỏ và người già đúng không? Nói vậy thì cũng có thể sai rồi nha. Bên trong khu du lịch suối Tranh Phú Quốc là một không gian xanh mát khác hẳn với bên ngoài luôn. Đường đi thì được lát đá bằng phẳng, bên cạnh các cây to cho bóng mát thì những khóm hoa đủ màu sắc. Dọc theo suối còn có các khu chờ nghỉ chân và còn các khu buôn bán nước giải khát nữa đó. Tuy nhiên là nếu muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của suối Tranh thì các bạn nên chọn đi tour Phú Quốc vào mùa mưa, tức là tầm khoảng từ tháng 6 đến tháng 11 hàng năm nha. Nếu các bạn đến tham quan suối Tranh Phú Quốc vào thời gian này thì tha hồ tắm suối, nước mát lạnh sướng hết cả người. Theo kinh nghiệm đi du lịch Phú Quốc của Phú Quốc TV thì nếu trong đoàn của bạn có nhiều người cao tuổi thì tốt nhất là để cho các cụ dừng chân ngắm cảnh ở khu vực chân suối thôi nha. Chứ leo lên suối đi cả 300m đường dốc thì người trẻ như mình đây còn đuối, huống chi là người cao tuổi. Tiếp theo chúng mình sẽ cùng tham quan làng chài Hàm Ninh Phú Quốc. Sau khi tham quan và chụp hình ở suối Tranh Phú Quốc thì chúng ta sẽ tiếp tục hành trình trong tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm với làng chài Hàm Ninh Phú Quốc hoang sơ và bình dị. Trước đây có nhiều du khách đi du lịch Phú Quốc rất muốn đến làng chài để ngắm bình minh. Cảnh bình minh ở làng chài Hàm Ninh rất đẹp và yên bình. Gần khu làng chài còn có cái cầu cảng dài cho nên ra đây chụp hình sóng ảo cũng đẹp lắm.
Nhưng giờ thì địa điểm du lịch Phú Quốc này hiện nay đã được phát triển du lịch khá mạnh mẽ và quy củ rồi. Những mái nhà tranh vách nứa dần thay thế bằng những ngôi nhà cấp 4 bằng bê tông. Chính vì thế người ta tới địa điểm du lịch Phú Quốc này không phải để ngắm cảnh nữa, mà để chọn mua cho mình những món hải sản cực ngon, hấp dẫn tại làng chài Hàm Ninh này. Cũng giống như suối tranh Phú Quốc, làng chài Hàm Ninh là địa điểm du lịch Phú Quốc luôn có trong tour Phú Quốc trọn gói. Từ tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm đến tour Phú Quốc 4 ngày 3 đêm, thậm chí có nhiều gia đình muốn đi Phú Quốc tự túc giá rẻ cũng có thể chọn đi theo những tour Phú Quốc 1 ngày, như là tour Phú Quốc 1 ngày tham quan Đông Nam đảo Phú Quốc để đến được làng chài Hàm Ninh tham quan và mua sắm hải sản. Nói đến hải sản Hàm Ninh thì không thể không nhắc tới ghẹ. Ghẹ Hàm Ninh thật sự rất ngon, ngọt thịt mà chắc nịch luôn. Có nhiều du khách chia sẻ với Phú Quốc TV rằng thật ra họ đã đi Phú Quốc rất nhiều lần rồi, cả đi theo tour Phú Quốc trọn gói cũng có, mà đi du lịch Phú Quốc tự túc cũng có. Lần nào đi cũng vậy, cứ thèm cái cảm giác được ngồi trước biển làng chài, ăn ghẹ Hàm Ninh hấp nóng hổi. Màu ghẹ chín đỏ au cầm nặng tay luôn. Từng bó thịt ghẹ chắc nịch chấm vào chén muối tiêu chanh, thêm một chút rau răm để đậm vị, rồi nghe tiếng sóng biển rì rào, mùi biển mặn mặn tanh tanh, tất cả hòa quyện lại tạo nên một thứ cảm giác lâng lâng mà chỉ có ở đây mới có thôi đó. Một kinh nghiệm du lịch Phú Quốc khi ghé thăm làng chài Hàm Ninh cho các bạn là những người bán hàng tại địa điểm du lịch Phú Quốc này rất là dễ thương và thân thiện luôn. Khi mà bạn mua những món hải sản Phú Quốc thì người bán sẽ có nhà ý chế biến luôn cho các bạn nha. Với những món hải sản đơn giản như là nướng luộc thì tính phí rất rẻ, chỉ có mấy chục ngàn một ký thôi à. Còn nếu như các bạn muốn ăn những món hải sản Phú Quốc được chế biến cầu kỳ hơn thì họ tính tiền công cao hơn một chút, coi như là tiền gia vị. Dinh cậu và ngắm hoàng hôn sẽ là những hoạt động tiếp theo. Sau khi tham quan làng chài Hàm Ninh xong thì cũng xế chiều rồi, cho nên Phú Quốc TV sẽ đưa các bạn về lại trung tâm để tham quan dinh cậu và ngắm hoàng hôn. Dinh cậu và dinh bà là một trong những địa điểm du lịch Phú Quốc được nhiều khách tìm đến để tham quan. Cả dinh cậu và dinh bà đều là những công trình tâm linh được xây dựng từ thời xưa, với mong muốn của mọi người dân trước khi cho thuyền bè ra khơi đánh cá sẽ được một chuyến đi an toàn, thuận lợi và được nhiều tôm cá. Vì thế trong hầu như văn hóa tín ngưỡng của người dân địa phương đều hiện diện lòng thành hướng tới những người đã bảo vệ cho sự an bình của biển cả Phú Quốc. Và cũng có rất nhiều du khách đi du lịch Phú Quốc chỉ vì muốn ghé dinh cậu cầu xin cho một cuộc sống an lành và sung túc. Điều đặc biệt của dinh cậu Phú Quốc là dinh cậu khá nhỏ và vị trí nằm trên một mỏm đá nhô ra biển. Bên cạnh đó là chiếc cầu cảng dài để cho khách du lịch Phú Quốc sau khi thăm dinh xong sẽ đi dạo và ngắm hoàng hôn luôn. Nói về hoàng hôn ở dinh cậu thì bao đẹp bao đã. Đã là hao tốn biết bao thước phim của các nhiếp ảnh gia rồi nha, và trở thành điểm nhấn trong tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm mà Phú Quốc TV đang giới thiệu với các bạn đây. 18 giờ mình sẽ đi ăn tối và dạo chợ đêm Phú Quốc thôi. Đi chơi cả buổi chiều thì chắc chắn các bạn cũng sẽ mệt và cũng đến giờ ăn tối rồi, cho nên chúng ta sẽ tiếp thêm năng lượng thôi nào. Thường thì buổi tối ngày đầu tiên trong tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm chúng ta sẽ có chương trình tham quan chợ đêm Phú Quốc nữa,
cho nên về bữa ăn tối thì các bạn cũng sẽ có nhiều cách để lựa chọn. Nếu các bạn đi tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm trọn gói thì chắc chắn sẽ được sắp xếp ăn tối ở nhà hàng, xong rồi mới dạo qua chợ đêm mua quà lưu niệm. Còn nếu các bạn nào đi Phú Quốc tự túc mà muốn có một tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm nhiều trải nghiệm thì nên tiến thẳng đến chợ đêm Phú Quốc vừa ăn tối vừa la cà nha. Chợ đêm Phú Quốc nằm ở tại trung tâm thị trấn Dương Đông và cũng là trung tâm của đảo Phú Quốc. Chợ đêm Phú Quốc nằm dọc tuyến đường Bạch Đằng và là một phần của tuyến đường Lý Tự Trọng, Nguyễn Trãi, Lê Lợi. Chợ đêm Phú Quốc vừa là địa điểm vui chơi về đêm nổi bật nhất đảo và cũng là một địa điểm du lịch Phú Quốc nổi tiếng, cho nên có mặt trong hầu hết các lịch trình tour Phú Quốc trọn gói. Chợ đêm Phú Quốc sẽ nhận hàng vào lúc khoảng 4 giờ chiều đến sau 11 giờ đêm là bắt đầu nhận hàng đóng cửa. Tùy vào thời tiết và lượng khách hàng mà thời gian mở cửa có thể thay đổi sớm trễ khác nhau. Tuy nhiên, địa điểm du lịch Phú Quốc này không mở cửa xuyên đêm đâu nha. Thường thì khách đi theo tour Phú Quốc trọn gói sẽ tham quan chợ đêm vào khoảng 19 giờ, cho nên khoảng thời gian này là xe của các công ty Phú Quốc rất đông đúc và khách tham quan du lịch chợ cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Còn những bạn nào đi du lịch Phú Quốc tự túc thì thường ghé chợ từ khoảng 18 giờ để tranh thủ vừa ăn vừa dạo chợ, cũng vừa thưởng thức ẩm thực địa phương luôn. Và các bạn cần lưu ý là từ 22 giờ thì chợ đêm Phú Quốc bắt đầu vắng dần vì các du khách bắt đầu về nghỉ ngơi để ngày hôm sau tham quan khám phá các địa điểm du lịch Phú Quốc khác. Đa số các món ăn vặt ở chợ đêm Phú Quốc đều chỉ có 30 ngàn một phần thôi, có khi rẻ hơn, nói chung là tùy món. Riêng hải sản Phú Quốc thì tùy theo thời điểm thôi, nhưng mà các quán hàng trong chợ đêm Phú Quốc sẽ có bảng giá niêm yết hết nha. Ngoài bán đồ ăn tại chỗ thì chợ đêm Phú Quốc cũng có bán nhiều quà lưu niệm in hình du lịch Phú Quốc, như là sản phẩm làm từ dừa, hộp chặn bút nè, nghiên mực nè, rồi còn quần áo nữa. Rồi thì các món đặc sản như là hồ tiêu, tôm khô, rong biển, bánh khéo, đậu phộng chu chu vân vân. Nói chung là có cả nghìn thứ cho các bạn lựa chọn để làm quà sau tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm này đó. Vậy là hết một ngày khám phá Phú Quốc rồi, giờ sẽ về nghỉ ngơi để chuẩn bị sức cho các chương trình đặc sắc tiếp theo trong tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm nha. Ngày 2 là ngày đặc sắc nhất trong cả hành trình tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm của mình. Sẽ cùng các bạn tham quan năm đảo, trải nghiệm câu cá lặn ngắm san hô. Hãy bắt đầu hành trình thứ 2 của tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm bằng một buổi sáng ngon lành. Các bạn nào đi du lịch Phú Quốc mà chọn ở khách sạn tầm 3 sao trở lên thì đã có sẵn buffet sáng tại khách sạn Phú Quốc rồi nè. Còn nếu các bạn nào chọn khách sạn Phú Quốc kiểu 2 sao thì tùy bên. Có bên cũng có buffet, còn có bên thì không có buffet. Nhưng các bạn cũng lần do nha, vì điểm tâm sáng Phú Quốc cực kỳ ngon mà giá cũng rẻ nữa. Như các món như bún quậy, bánh canh chả cá, hủ tiếu mực hay phở thì cũng chỉ có khoảng 35-50 nghìn một phần thôi. Còn những món điểm tâm sáng nổi tiếng mà nhiều khách du lịch Phú Quốc thường hay chọn như là bánh canh phụng, bánh canh hành, bún quậy kiến xay hay là bún kèn úp lượm. Bây giờ sẽ là thời gian đi tham quan năm đảo. Ăn sáng xong rồi thì lên đường tham quan năm đảo thôi. Địa điểm đến đầu tiên trong ngày thứ 2 của tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm chính là nhà thùng nước mắm Phú Quốc. Phú Quốc nổi tiếng nhất là gì? Không phải là những bãi tắm tuyệt đẹp đâu, mà Phú Quốc nổi tiếng trên khắp thế giới bởi những giọt nước mắm nguyên chất hảo hạng. Ngày nay, các nhà thùng nước mắm Phú Quốc đã mở cửa cho khách vào tham quan quy trình ủ chượp của mình, và dần dần những nhà thùng nước mắm Phú Quốc đã trở thành một trong những địa điểm du lịch Phú Quốc rất hấp dẫn với những khách du lịch trong nước lẫn quốc tế. Trên khắp Phú Quốc có rất nhiều nhà thùng nước mắm, nhưng trong đó lớn và uy tín nhất là nhà thùng nước mắm Phụng Hương Phú Quốc, nhà thùng nước mắm Khải Hoàn Phú Quốc, nhà thùng nước mắm Thịnh Phát Phú Quốc. Vì vậy, các bạn có thể tranh thủ trong tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm của mình ghé tham quan nhà thùng nước mắm và chọn mua nước mắm Phú Quốc về làm quà nha. Bên cạnh đó, Phú Quốc TV cũng bật mí cho các bạn một điều nho nhỏ là nếu các bạn đi du lịch Phú Quốc mà ngại mua nhiều nước mắm vì sợ sách nặng thì có thể chọn dịch vụ giao hàng tận nơi của các nhà thùng nha. Vậy là các bạn chỉ cần order và để lại tên, địa chỉ, số điện thoại. Các nhà thùng nước mắm Phú Quốc sẽ gửi hàng theo chành xe và cho ship về tận nhà các bạn luôn đó. Lần sau nếu muốn dùng thêm mà không đi du lịch Phú Quốc thì các bạn chỉ cần gọi cho nhà thùng này là có ngay nước mắm Phú Quốc chính hiệu luôn. Tiếp theo mình sẽ đi tham quan chùa Hộ Quốc. Tham quan cơ sở nhà thùng nước mắm Phú Quốc xong, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình trong tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm để đến thăm chùa Hộ Quốc. Chùa Hộ Quốc hay còn gọi là Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc là ngôi chùa lớn và yên tĩnh bậc nhất trên đảo, thậm chí gần như là lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long với diện tích là khoảng 12 hectare.
Chùa Hộ Quốc được xây dựng ở một vị trí cực kỳ đẹp luôn, lưng thì tựa vào núi, mặt thì hướng ra biển mênh mông, theo lối kiến trúc thời nhà Lý và nhà Trần, với các công trình gồm ngôi Đại Hùng Bảo Điện, nhà Tổ, tháp chuông và tháp trống. Đây là địa điểm du lịch Phú Quốc không thể thiếu trong chuyến tham quan Nam đảo của các tour Phú Quốc. Tuy nhiên, nếu các bạn đi tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm tham quan chùa Hộ Quốc thì Phú Quốc TV cũng góp ý là nên ăn mặc cho lịch sự một chút. Dẫu biết đi tham quan Nam đảo câu cá lặn ngắm san hô là đi biển nên phải ăn mặc gọn gàng mát mẻ, nhưng vào chùa là nơi tôn nghiêm cho nên các bạn cũng lưu ý để ý chút nha. Hoặc là vào trong chùa Hộ Quốc cũng có áo lam, các bạn có thể mượn vào khoác đỡ để vào viếng Phật cũng được nha. Tham quan chùa Hộ Quốc xong rồi thì chúng ta sẽ cùng di chuyển đến nhà tù Phú Quốc. Rời chùa Phú Quốc tầm khoảng 10 phút chạy xe, cũng trên trục đường tham quan Nam đảo Phú Quốc là sẽ đến được nhà tù Phú Quốc. Địa điểm du lịch Phú Quốc này là dấu tích còn sót lại của một thời kỳ chống giặc của người dân trên đảo, mang đậm tính lịch sử, mô phỏng rõ nét nhất về nhà tù thời chiến tranh. Thường thì nếu các bạn đi tour Phú Quốc trọn gói sẽ có hướng dẫn viên thuyết minh về những hình thức tra tấn, cũng như là những nỗi đau của người tù Phú Quốc phải chịu. Còn nếu các bạn nào đi du lịch Phú Quốc tự túc và ghé thăm nhà tù Phú Quốc thì có thể chọn đi theo các đoàn đông để nghe ké nha. Bên cạnh đó thì tại đây cũng có dịch vụ thuyết minh viên cho các bạn nữa. Họ sẽ giới thiệu cho các bạn từng phân khu cho các bạn tham quan luôn. Chi phí thuê thuyết minh viên tại nhà tù Phú Quốc là khoảng 200.000 và các anh chị thuyết minh sẽ nghỉ trưa từ khoảng 11:30 đến 13:30 nha. Ấn tượng đầu tiên về nhà tù Phú Quốc là khuôn viên rất rộng và những hình ảnh về những bức tượng sáp được mô phỏng là rất sống động. Nếu các bạn muốn đi khám phá hết mọi ngóc ngách thì mất khoảng chừng 2 đến 3 tiếng mới đi hết được. Và để vào địa điểm du lịch Phú Quốc này tham quan và tìm hiểu, các bạn sẽ không mất vé gì đâu. Ngay cả gửi xe cũng không hề bị mất phí gì luôn. Mười giờ 30 sẽ là trải nghiệm câu cá lặn ngắm san hô. Thường thì mình sẽ tham quan tại nhà tù Phú Quốc đến tầm 10:30 thì di chuyển đến cảng An Thới hoặc là bãi sao để bắt đầu hành trình lặn ngập đại dương của Phú Quốc thôi nào. Phú Quốc TV phải thông báo với các bạn rằng 99,99% các tour Phú Quốc trọn gói đều có hoạt động câu cá lặn ngắm san hô, trừ các tour Phú Quốc đặc thù không đủ thời gian hoặc là vì một lý do gì đó đặc biệt thôi. Và hầu như 100% du khách đã trải nghiệm câu cá lặn ngắm san hô Phú Quốc rồi đều thấy thích và muốn đi lại thêm nhiều lần nữa. Sở dĩ ở trên Phú Quốc TV nói di chuyển tới cảng An Thới hoặc là bãi sao vì biển Phú Quốc có hai mùa gió thổi, nên thường thì từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, các chương trình câu cá lặn ngắm san hô Nam đảo Phú Quốc sẽ khởi hành từ cảng An Thới, còn từ tháng 5 đến tháng 10 thì sẽ khởi hành ở ngoài bãi sao. Nhưng năm nay thời tiết Phú Quốc thay đổi hay sao đó, cho nên Phú Quốc TV thấy các chương trình lặn ngắm san hô đều khởi hành ở cảng An Thới hết. Cảng An Thới Phú Quốc là nơi tập trung tàu bè, cả tàu đánh cá lẫn tàu du lịch ở khu vực biển phía Nam đảo Phú Quốc. Do cảng thuộc thị trấn An Thới nên mới gọi là cảng An Thới, chứ thực ra ở đây có đến hai cảng lần nha các bạn. Một là cảng An Thới cũ, hai là cảng An Thới mới. Sau khi mọi người tập trung ở tại bến cảng thì sẽ bắt đầu lên tàu ra biển để bắt đầu hành trình thôi nào. Thường thì các chương trình câu cá lặn ngắm san hô Phú Quốc trong tour Phú Quốc trọn gói thì tàu sẽ câu ở khu vực biển Hòn Rỏi hoặc là Hòn Dừa thôi nha. Tàu chạy tầm 20 phút là tới nơi thôi. Còn nếu các bạn muốn đi ra khu vực Hòn Móng Tay, Hòn Mây Rút thì chi phí sẽ cao hơn, vì đi xa hơn, phải mất gần 2 tiếng mới tới được đảo đó. Đầu tiên là tàu sẽ ghé bè hải sản để các bạn mua hải sản. Thường hải sản trên bè gồm có tôm, ghẹ, mực, cá mú và ốc. Giá thì có thể đắt hơn so với mua trên bờ một chút, nhưng quan trọng là mình thấy hợp lý thì mình mua thôi, chứ không ai bắt ép mình mua cả. Có một kinh nghiệm đi Phú Quốc nho nhỏ cho các bạn là khi đi tàu câu cá, là hải sản sau khi mua sẽ mang sang tàu và nhờ bộ phận bếp trên tàu chế biến. Vì trên tàu điều kiện nấu nướng không được thoải mái đầy đủ như trên đất liền, cho nên chỉ nấu theo những cách gọn nhẹ như là luộc hay hấp bia mà thôi. Và tất nhiên là sẽ mất một ít chi phí chế biến cho mấy anh em trên tàu nha các bạn. Sau đó tàu sẽ di chuyển đến khu vực có luồng cá đi ngang để neo lại cho mọi người câu cá. Theo Phú Quốc TV thấy đây là màn thú vị nhất nè. Vì nói thật, trước giờ Phú Quốc TV nghĩ câu cá sẽ chỉ dành cho mấy ông già hay là những nhà văn thích ngồi một mình suy ngẫm, chứ như mình thì đời nào chịu đợi đến lúc cá cắn câu. Ấy vậy mà khi đi du lịch Phú Quốc và trải nghiệm các chương trình câu cá lặn ngắm san hô này thì mọi thứ thay đổi hoàn toàn luôn. Bạn biết không, câu cá trên tàu khi đi du lịch Phú Quốc thì sẽ không dùng cần câu và mồi câu, cũng không phải dùng trùng đất hay là trứng kiến, mà thay vào đó sẽ là các ống nhựa tròn quấn dây nhỏ xung quanh. Mồi câu sẽ là mực tươi được cắt nhỏ. Các bạn chỉ việc đứng cạnh mạn tàu hoặc thả câu, và
chờ đợi 1, 2, 3 là có một anh cá ham ăn dính câu rồi đó, dễ lắm đúng không nè. Sau khi câu cá chán chê rồi thì tàu sẽ phục vụ các bạn các món hải sản khách mua trên bè và bán thêm các đặc sản của nhà tàu. Trên tàu thì có bán cháo cầu gai nướng mỡ hành thì giá chỉ khoảng 20.000 một con, một tô cháo cầu gai có 3 con là 60.000. Vừa ăn trên tàu vừa di chuyển tiếp đến khu vực rạn san hô để bắt đầu lặn biển. Nhiều các bạn có hỏi Phú Quốc TV là chuẩn bị đi tour Phú Quốc mà trong đó có lặn ngắm san hô nhưng không biết bơi thì làm sao. Nếu các bạn cũng đang lo lắng thì yên tâm nha, vì nó là lặn chứ thực chất các bạn được trang bị áo phao, ống thở và kính lặn, cho nên khi xuống biển thì là cứ nổi lềnh bềnh trên mặt nước luôn. Và việc duy nhất các bạn cần làm là xoay mình úp mặt xuống nước và chiêm ngưỡng thế giới đại dương với hàng trăm các loài san hô đủ hình dáng, đủ kích thước, màu sắc nha. Và sẵn đây Phú Quốc TV sẽ chia sẻ kinh nghiệm du lịch Phú Quốc lặn ngắm san hô cho mọi người biết luôn. Lúc tham gia câu cá và lặn ngắm san hô, tuyệt đối phải mặc áo phao để đảm bảo an toàn nha. Biết bơi cũng mặc luôn, không được chủ quan. Ở biển nước sâu, nước chảy nguy hiểm chứ không giống như ở hồ bơi hay là sông suối đâu. Lúc vào sát bờ ngắm san hô thì nhớ nhảy chân khi bước lên san hô để tránh bị đứt chân luôn nha. Nhưng mà thôi cho chắc thì tốt nhất không được bước lên san hô. Lúc xuống biển thấy con gì hay vật gì cũng vậy, chỉ nên ngắm thôi chứ cấm sờ vào hiện vật nhé. Về vấn đề say tàu, để biết mình có bị say tàu hay không thì dựa vào khả năng đi ô tô của mình là biết. Ai mà say xe thì chắc chắn say tàu là 99%. Nếu mà sợ thì cứ thẳng tiến đến nhà thuốc Tây, mua vài viên thuốc chống say tàu xe uống vào là khỏe re nha. Đến 13 giờ tàu sẽ phục vụ bữa ăn trưa, rồi tàn tàn về tới cảng cũng 14 giờ và chuẩn bị lên xe để tiếp tục hành trình tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm là đến với bãi sao xinh đẹp thôi. Nói về bãi sao Phú Quốc thì thôi tuyệt đỉnh nha. Bãi sao Phú Quốc có mặt hầu hết trong các lịch trình tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm và thậm chí là nhiều tour đi du lịch Phú Quốc cũng chỉ nhằm mục đích ra bãi sao tắm biển và hít thở không khí biển đảo trong lành thôi. Có một điều mà nhiều du khách du lịch Phú Quốc đặc biệt thích ở bãi sao đó là nước rất cạn. Cát thì trắng mà mịn như bột luôn, đi không bị nhám chân. Nước thì trong khỏi phải nói. Ở đây không có sóng mạnh nên rất phù hợp cho các gia đình có bé nhỏ. Có nhiều đoàn công ty đi tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm cũng thường hay ghé bãi sao chơi team building. Còn các nàng hay các chàng thích sóng ảo thì ra bãi sao chỉ muốn lượn quanh mấy cây dừa đổ để tàu dáng. Còn các cô chú lớn lớn hơn thì thích nằm trên ghế để tận hưởng được cái không khí yên bình của xứ đảo. Thường thì các bạn đi tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm, nếu ghé bãi sao thì tùy đơn vị lữ hành thì sẽ đưa các bạn vào khu vực nhà hàng trước biển khác nhau. Nhưng nếu các bạn nào đi du lịch Phú Quốc 3 ngày 2 đêm tự túc thì cũng đừng ngại vì vào khu nào cũng được. Biển bãi sao là biển công cộng, cho nên tắm táp thoải mái. Chỉ khi nào các bạn dùng dịch vụ như là ghế tắm nắng hay là tắm nước ngọt thì mới bị mất phí thôi. Thường thì ghế tắm nắng ở biển bãi sao cũng chỉ tầm khoảng 50.000 đến 60.000 cho một cái. Còn tắm nước ngọt thì khoảng 20.000 đồng một lượt nha các bạn. Và thường thì chương trình tắm biển bãi sao của các tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm chỉ diễn ra từ khoảng 15 giờ đến 17 giờ là mọi người bắt đầu về lại trung tâm để dùng buổi tối rồi. Phú Quốc TV đảm bảo nhiều bạn sẽ công nhận rằng đây là buổi tối ngon nhất trong tour 3 ngày 2 đêm đó, vì cả ngày lặn ngập trên biển hao tốn nhiều năng lượng lắm đó nha. Ăn tối xong thì mọi người sẽ về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi và tự do khám phá Phú Quốc về đêm. Du lịch Phú Quốc về đêm nổi bật nhất thì có chợ đêm Phú Quốc hoặc là các quán cà phê hoặc là Big Club nữa nha. Có một số quán hay cho các bạn nè. Một là Rory Big Club, địa chỉ nằm ở số 118 trên 10 Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông. Có mức giá cho mọi món là từ 35.000 đến 100.000. Địa điểm dừng chân thứ hai mà các bạn có thể chọn đó là Chuồng Chuồng Coffee, địa chỉ số 69 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông. Có mức giá đồ uống là từ 40.000 đến 300.000. Ba là Rock Sunset Island Spa, địa chỉ là ở resort 5 Nghĩa Hòn Móng Tay, có mức giá khá cao khoảng từ 200.000 đến 500.000. Ngày 3 là ngày cuối cùng trong tour du lịch Phú Quốc 3 ngày 2 đêm rồi. Mình sẽ đi mua sắm ở chợ Dương Đông và sau đó là kết thúc tour luôn. Vậy là các bạn đã trải nghiệm hết 2 ngày trên đảo Phú Quốc rồi. Đảm bảo lúc này nhiều bạn sẽ nghĩ phải chi mình chọn tour Phú Quốc 4 ngày 3 đêm hay tour Phú Quốc 5 ngày 4 đêm để được đi thêm nhiều chỗ trên đảo nữa đúng không nè. Phú Quốc TV có nói nhiều lần rồi, cái gì cũng vậy, vừa đủ mới vui, vừa đủ mới thèm. Cho nên nếu bạn nào đi tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm là cũng vừa đủ vừa vui rồi, phải chừa chút gì đó luyến tiếc để lại đi thêm tour Phú Quốc lần nữa chứ. Sau khi tham quan xong thì thường ngày cuối trong tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm thì mọi người sẽ bắt đầu ra chợ Dương Đông để mua sắm. Chợ Dương Đông Phú Quốc tuy không phải là địa điểm du lịch Phú Quốc nổi tiếng nhưng lại có mặt trong hầu hết các lịch trình tour Phú Quốc trọn gói. Bởi vì đơn giản, chợ Dương Đông là ngôi chợ bán hải sản lớn nhất Phú Quốc và hầu hết du khách đi du lịch Phú Quốc đều muốn mua hải sản về làm quà. Tại chợ Dương Đông có thể được xem như là thiên đường hải sản bởi vì nơi đây bày bán rất nhiều món hải sản tươi đến hải sản khô như là tôm, cua, cá, ghẹ.
Chợ Dương Đông Phú Quốc nằm trên đường Trần Phú, ngay trung tâm thị trấn Dương Đông luôn, cho nên di chuyển rất dễ dàng. Các bạn nào đi theo tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm trọn gói thì có xe tour đưa đi. Còn nếu như đi tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm tự túc thì cũng không ngại đâu, vì đi taxi chừng 10-15 phút là tới nơi rồi. Nhiều khách đi du lịch Phú Quốc đến chợ Dương Đông mua chủ yếu là các món hải sản khô như là tôm khô, mực mực nắng, khô cá thiều, khô cá chép, khô cá thu v.v. Còn nếu hải sản tươi ở chợ Dương Đông thì khỏi phải nói, rất phong phú mà giá cũng rẻ khoảng từ 1,5 tới 2 lần so với đất liền. Chẳng hạn như gỏi cá trích được làm sẵn và cho vào hộp chỉ có khoảng 150.000 đồng một ký. Cá bớp tươi ngon chỉ còn khoảng 120 tới 150 một ký. Bạch tuộc dao động từ khoảng 800 tới 120 một ký. Nói chung là tùy thời giá nha. Nhưng mà với giá bán này nếu so với chợ trong đất liền thì khá là rẻ rồi. Và sau đây Phú Quốc TV sẽ cho các bạn một số lưu ý khi đến với chợ Dương Đông trong tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm nhé. Chợ Dương Đông nằm rất gần với trung tâm thị trấn Dương Đông, vì thế việc di chuyển rất dễ dàng. Các bạn có thể đến chợ Dương Đông bằng xe máy, taxi, thậm chí là đi bộ luôn. Chợ Dương Đông hoạt động cả ngày từ khoảng 4 giờ sáng đến 7 giờ tối, cho nên các bạn có thể tranh thủ ghé chợ vào bất cứ lúc nào cũng được, sáng hay chiều đều được hết. Nhưng mà nếu muốn mua hải sản tươi và nhiều lựa chọn thì các bạn nên đi chợ vào buổi sáng sớm sớm một chút. Nếu các bạn đi tour Phú Quốc bằng máy bay thì khi mua hải sản ở chợ Dương Đông xong nên nói với người bán để họ đóng thùng xốp cẩn thận. Khách du lịch tới chợ Dương Đông mua sắm cũng nhiều nên tiểu thương ở chợ sẽ biết cách đóng gói sao cho đúng quy trình của các hãng bay, cho nên các bạn yên tâm nha. Chính vì chợ Dương Đông vừa rẻ vừa nhiều hàng hóa cho nên người đi chợ cũng nhiều, bởi vậy các bạn cũng nên cẩn thận tiền bạc tư trang. Tuy là người dân Phú Quốc rất chân chất, thật thà nhưng mà chốn đông người cẩn thận vẫn hơn nha các bạn. Đặc biệt là các bạn nào đi tour Tết Phú Quốc thì hơi tiếc một chút, vì chợ Dương Đông sẽ không bán nhiều hải sản đâu nha. Vì Tết ghe tàu thường nghỉ mà, nên nếu có thì cũng chỉ là hải sản để dành từ mấy ngày trước đó nên cũng không được tươi lắm. Mà giá thì thường sẽ cao hơn ngày thường là cái chắc rồi. Nhưng mà các bạn đừng nghe nói vậy mà nản nha, vì Tết là thời gian đi du lịch Phú Quốc đẹp nhất trong năm đó. Và một lưu ý cuối cùng khi tham quan mua sắm tại chợ đêm Và một lưu ý cuối cùng thì tham quan mua sắm tại chợ Dương Đông Phú Quốc là các bạn nên đi một vòng khảo giá trước để xem mức giá chung như thế nào. Giá cả hải sản ở chợ Dương Đông tương đối hợp lý, tuy nhiên trả giá trước khi mua cũng là điều cần thiết. Vậy là đã sắm sửa xong xuôi đặc sản Phú Quốc rồi, và cũng là lúc kết thúc tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm. Vì các chuyến bay hay tàu rời Phú Quốc cũng phải tầm giờ này. Giờ thì các bạn về khách sạn sắp xếp hành lý trả phòng và bắt đầu rời đảo quay về với công việc hàng ngày thôi nào. Hẹn gặp lại các bạn trong các tour Phú Quốc lần sau nha. Còn nếu các bạn nào cần thêm thông tin về đặt phòng khách sạn Phú Quốc hay là thuê tàu câu cá Phú Quốc, thuê cano hay là tư vấn thêm chương trình tour Phú Quốc một ngày và tour Phú Quốc trọn gói thì cứ để lại comment hoặc là liên hệ số 0911832526 nha. Chúc mọi người có một tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm thật vui vẻ. Hãy nhớ like, share và đăng ký để nhận được thêm nhiều thông tin du lịch Phú Quốc hữu ích khác từ Phú Quốc TV nha. Xin chào và hẹn gặp lại.